Và cái này xin được chào đón diễn viên điển trai B Trần. Ok, chào các. Ngày hôm nay tôi rất là áp lực vì gặp lại một người bạn cũ, và sau bao nhiêu năm thì trông bạn ấy gì vẫn rất là trẻ trung, phong độ đẹp trai và đang rất là thành công với những vai diễn của mình. Trộm vía khác ạ. Thật ra thì nói thành công thì quan niệm của mỗi người khác nhau mà. Chưa biết nói thế nào là thành công đâu. May mắn gần đây thì B tham gia được một dự án ở VTV. Và cũng được mọi người đón nhận không nhỉ? B thấy mọi người bị chửi mắng trên mạng khá là nhiều, không biết đấy gọi là đóng nhận hay không. Nhưng mà được nhắc đến và mọi người biết đến. Tại vì thật ra mình đóng vai đáng ghét mà mọi người không ghét thì mới là thất bại. Thì ghét, mọi người ghét là đúng đúng không? Ghét là đón nhận đấy. Ghét là đón nhận cái ghét của mình. Tại vì mình đóng vai ghét mà được ghét là đón nhận đúng không? Mình nghĩ tích cực là được như thế đúng không? Quen nhau lâu rồi nhưng mà có lẽ là cũng vẫn phải hỏi, không biết là cái nghệ danh B Trần nó đến từ đâu ạ? Nghệ danh B Trần thật ra là từ nhỏ giờ B chưa bao giờ xác định là mình sẽ theo con đường nghệ thuật. Gia đình cũng chưa bao giờ định hướng là mình sẽ theo con đường nghệ thuật. Cái tên B ấy thì thật ra là như kiểu tên cún con ở nhà từ nhỏ. Xong rồi lớn lên ở xong rồi học cấp 1 các bạn gọi là B, cấp 2 ạ, B cấp 3 cũng là B, và đến khi nổi tiếng bảo nghĩ nickname mất thôi, mà ai gọi B thì mình cũng gọi là B. Còn Trần là họ của mình thôi. Thì mình đưa vào xong rồi tự nhiên một ngày nổi tiếng hơn nữa. Và thế là cái nghệ danh nó theo mãi tận bây giờ và không thể nào đổi lại được nữa. Đó là B Trần và tên thật là Trần Quốc Anh. B bắt đầu với công việc nghệ thuật từ năm nào ạ? Thật ra là B học trong trường điện ảnh. Học chuyên ngành đạo diễn này. Để mà nói đóng phim, những thời gian đầu tiên là B đóng phim sinh viên cùng các bạn cùng lớp. Kiểu tốt nghiệp năm nhất, tốt nghiệp năm hai ấy, thì bài tập của kiểu bài tập tốt nghiệp của các lớp đạo diễn lại, vì B học đạo diễn mà, bài tập của các bạn học lớp đạo diễn là phải làm phim ngắn. Thì thế là các bạn thấy mặt bạn cô anh này trông ok này, cho vào đóng phim ngắn luôn. Đây, thật ra đấy là những cái khởi đầu cho cái việc diễn xuất. Trước đấy là đa phần là B đi tham gia sản xuất phim, B đi tham gia làm những MV ca nhạc. Học đạo diễn đúng không? Đúng rồi, B học đạo diễn rồi tham gia những sản xuất đấy là với vai trò là thì trợ lý đạo diễn này, trợ lý quay phim này. Nói chung là trong một cái ekip làm phim có cái vị trí nào trống là B làm được hết từ tại cái thời điểm con đi học. Sau đấy vào năm 2012 hay 2013 đấy thì được nhận lời mời tham gia, không phải nhận lời mời mà đi casting. Và cái buổi casting ấy thật ra là B có một người bạn được một anh casting, anh gọi đến casting bộ phim 5S Online. B đi cùng cho vui thôi, B không được mời. Thế là ngồi vất vưởng đấy, thế là cái anh casting anh bảo cast xong hết rồi thì B đang ngồi vất vưởng. Ê em đến đây làm gì? Em đi cùng bạn em. Trông ok, vào cast đi em. Là mình cũng vào theo phong trào thôi. Không nghĩ ngợi gì cả, đi vào cast. 2-3 ngày sau có kịch đoạn, em ơi em được vào vòng trong rồi, có gì hôm nào lên cast tiếp nhé. Thì lại lên cast tiếp. Lúc đấy là mình cũng không nghĩ gì, tại vì mình đang học đạo diễn mà đúng không? Chưa bao giờ có ý định là đi đóng phim. Trước đấy thì tôi đã biết, chắc là nhiều khán giả 9X, 8X thì đều đã quen mặt với hình ảnh của B Trần trên các cái quảng cáo, cũng như là các trang bìa của tạp chí của ngày xưa, họ báo Học Trò ngày xưa, rồi những cái quảng cáo hình ảnh của ngày xưa rất là nhiều. Trên các báo điện tử. Thật ra thì cái thời điểm mà B được mọi người biết đến một cách bùng nổ mà lạ lẫm, nghĩa là đợt B đi sản xuất mấy cái MV ca nhạc với một công ty tư nhân. Thì anh ấy có quay cho B một cái đoạn clip hát nhép. Hát nhép bài Suy nghĩ trong anh của ca sĩ Khắc Việt. Xong B có up lên mạng. Và thế là tự nhiên sau một đêm ngủ dậy thấy cái lượng follow rồi cái lượng ad trên Facebook nó tăng đột ngột. Có nghĩa xong lượng đấy. Có nghĩa sau một đêm ngủ dậy tất cả các trang báo giật tít rồi lên cái hình ảnh của MV clip đấy, rồi trang Facebook của mình lúc đấy phải sau một đêm ngủ dậy mấy nghìn kết bạn ấy. Có nghĩa là cái chuyện toàn từ đâu rơi xuống thôi. Mình cũng không bao giờ mình lường trước hay chưa bao giờ định hướng hay là có một cái kế hoạch gì cho những việc đấy. Đúng, tại vì tất cả mọi thứ nó đều là đến với một cách là mình tự nhiên trong cuộc sống của mình. Và có thể đấy là một cái duyên hoặc là một cái sự may mắn của bản thân mình, những gọi là được chỉ đường dẫn lối theo con đường này. Còn thực sự thì cái tính cách của B ở bên ngoài thì là như thế nào? Bạn bè thì B nghĩ là B một người vui vẻ, hòa đồng, dễ nói chuyện và cũng khá là quậy. Quậy ở đây không phải là nghịch kiểu ăn chơi sao đoạn đâu, quậy ở đây là hay tếu táo rồi hay đùa cợt. Và đôi lúc thật ra thì đến giờ phút này thì B vẫn kiểu hơi nhây nhây như vậy. Nhưng mà đôi lúc chính vì cái sự nhây vô tư của mình, đôi lúc là những người đối phương hơi chạnh lòng hoặc là... Nói chung là nếu mà ai hiểu mình ấy thì sẽ nghĩ mình không có ý gì đâu, tất cả mình chỉ muốn đùa cợt một tí thôi. Nhưng mà nhiều người nó chưa hiểu sâu mình. Hay đùa, những người nào chưa hiểu sâu mình sẽ hơi... Đôi lúc mình nói những cái thứ mà
nó hơi chạnh lòng một tí hoặc là đụng chạm một tí khiến người ta buồn và có thể nghĩ nhiều một tí. Ừ. Và với công việc thì sao? Là một người như nào ạ? B nghĩ với công việc thì trước giờ B là người tâm huyết. Ừ. Khi mà B bất kỳ nhận một dự án nào đấy thì đa phần B dành toàn tâm toàn lực cho dự án đấy tại một thời điểm đấy. Ví dụ như cái việc đóng phim chẳng hạn, B mỗi lần B nhận một vai diễn thì B đều hóa thân. Có nghĩa B khai thác nhân vật, tìm hiểu về nhân vật rất là cố gắng nghiên cứu mọi góc độ luôn ấy. Nào thì từ nói chuyện với những người có kinh nghiệm, đọc sách báo, xem phim ảnh. Rồi mình sẽ cố gắng sống được trong nhân vật này trong thời gian càng dài càng tốt, kể cả lúc không được mày. Đấy là những cái tính cách rất là cơ bản và thông tin cơ bản về B Trần để cho quý khán giả được nghe. Trước khi mà đến những câu hỏi khác thì tôi nghĩ rằng là chia sẻ một chút về năm 2023 của B đi. Năm vừa rồi là một năm như thế nào? Năm vừa rồi, nửa năm đầu thật ra là B cũng vẫn án binh bất động. Không làm gì cả. Mạng xã hội cũng không hoạt động. Facebook cũ, Facebook cũ thì bị mất. Thật ra nó là cái câu chuyện từ trước đấy. Từ thời điểm dính Covid. Tại thời điểm đấy B cũng có hoàn thành đến 1 đến 2 dự án. Sau đấy thì B dính Covid trong miền Nam ấy. Thì nó bị dừng hoạt động, trì trệ một cái khoảng thời gian dài. Vì cái một năm Covid đấy, B bị down mood, rồi mất cảm hứng làm việc. Tự nhiên nó đến, có thể là đến một cái lứa tuổi nào đấy, tự nhiên nó ập đến với bản thân mình. Trinh Vinh tuổi 30. Cũng đúng, tại thời điểm đấy là 30-31 đấy. Tại thời điểm đấy 30, kiểu nó, kiểu mình đến giờ phút này mà mình vẫn chưa làm được những cái thứ mà nó đột phá với bản thân mình. Có nghĩa không, mình không phủ nhận tất cả những gì trước đây mình làm là cũng có được đánh giá rất cao, được đánh giá tốt. Nhưng mà tại đến thời điểm đấy mình vẫn cảm thấy mình vẫn chưa làm tốt hơn được nữa. Mình bị chán trường. Rồi mình cũng không muốn hoạt động, mình không muốn làm thêm một cái gì nữa. Thế là mình cứ loanh quanh ở nhà. Đến mức mạng xã hội, B khi B up một bức ảnh lên mà các bạn fan, các bạn khán giả của mình còn phải comment là của anh một mùa anh up một ảnh. Nghĩa là cứ 3-4 tháng up một lần. Có nghĩa đúng một mùa một ảnh. Có nghĩa là còn không hoạt động mạng xã hội. Có nghĩa là trong inbox chat chít thì vẫn còn, nhưng mà chỉ để kiểu quảng chụp ảnh các kiểu, bên còn không hoạt động gì luôn. Từ tất cả các nền tảng mạng xã hội mới không hoạt động gì. Xong rồi cứ ở nhà ăn uống, đi dạo, đi chơi, đi chill xung quanh mọi nơi. Đến mức cân nặng đợt đấy cũng phải đỉnh điểm, từ trước giờ phải lên tầm 71 cân. Mặt tròn vo, béo phị. Xong rồi không biết thế nào đến năm 2023 này. Ngồi ngẫm lại, chắc là mình nghỉ ngơi đủ rồi. Chắc là mình ở nhà tu dưỡng đủ rồi. Đến lúc phải trở lại. B tìm cách trở lại gần gũi nhất và quen thuộc nhất, đó chính là trở lại miền Bắc. Tìm một cơ hội làm việc lại với màn hình nhỏ của VFC và VTV. Và bộ phim đấy, bộ phim Món Quà Của Cha. Món Quà Của Cha thì thật ra nó chỉ là một vai diễn không dài. Một nhân vật cũng không có số phận. Một nhân vật khá là nhỏ. Nhưng mà cũng may mắn là hình như là khán giả miền Bắc, khán giả của VTV vẫn nhớ, vẫn rất là nhớ và rất là yêu thương B ấy. Và may mắn là sau đấy thì B đã có thêm một cái dự án tiếp theo của VTV trong năm nay. Đó chính là Chúng ta của năm sau. Nhưng vai diễn lần này thì nó khá là gắt. Nó lại là một vai diễn khác hoàn toàn so với tất cả các vai diễn từ trước đến nay của B. Từ trước đến nay của B tất cả là vai diễn đều si tình này, trung thủy này, yêu một người say đắm, si tình. Còn vai diễn này thật ra nó vẫn là yêu một người yêu hết lòng, nhưng mà lại có một cái bản tính trăng hoa. Khi mà nhận dự án này thì B cũng suy nghĩ rất là nhiều. Mặc dù thời gian nhận dự án này nó khá là gần. Nhưng mà mình nghĩ là biết đâu đây là cái cơ hội của mình để làm khác những nhân vật trước đây, đúng không? Đúng rồi, khác hẳn với trước đây. Mình sẽ cố gắng làm đoạn nào ghét cho mọi người ghét. Nhưng đến giai đoạn nào mọi người cảm thật ra nhân vật hối lỗi thì mình phải cố gắng làm thật tốt để mà khán giả cũng đồng cảm và thương được cái nhân vật này. Hoặc cũng có thể là mình sẽ cố gắng làm nhân vật này làm sao cho nó thành một gọi là một tấm gương cho tất cả các cánh đàn ông chưa vợ, sắp vợ hoặc đã có vợ nhìn vào. Những bài học đắt giá, đúng không? Sau này có những sai lầm thì mình có thể sửa chữa được, nhưng mà có những sai lầm thì cố gắng đến mấy cũng chưa chắc đã sửa được đâu.